chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sức khỏe nữ giáo viên bị cành cây rơi trúng người khi đi dưới sân trường. Sáng 20 tháng 9, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, nữ giáo viên Hoàng Thị Thờ, sinh năm 1981, giáo viên dạy văn của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Cô giáo bị cành cây rất lớn rơi trúng người đã được chuyển tuyến ra Hà Nội để điều trị do thương tích nặng. Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau khi được chụp chiếu xác định bệnh nhân bị dập phổi, gãy xương bả vai, ngay sau đó bệnh nhân đã được chuyển tuyến ra Hà Nội để điều trị, tiên lượng rất nặng, vị lãnh đạo này thông tin. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa to, gió lớn, đã làm một cành cây xà cừ rất lớn bất ngờ gãy, rơi xuống sân trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hà Trung. Đúng thời điểm trên, cô giáo Hoàng Thị Thờ vừa hết tiết dạy học, đang đi dưới sân trường, đã bị cành cây rơi trúng người dẫn tới bị thương nặng. 4 xe ô tô đậu gần gốc cây cũng bị cành cây đè bẹp, hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nữ giáo viên đã được đưa tới bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do bị thương nặng, trong chiều cùng ngày, giáo viên này đã được chuyển ra Hà Nội. Ông Hoàng Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung cho biết, đây là sự việc đáng tiếc bởi trước đó, nhà trường cũng đã cắt tỉa cành cây trong sân trường. Tuy nhiên, cành cây gãy rơi xuống sân trường khiến cô giáo bị thương, nằm ở phía mái hiên nhà. Nhưng do gió mạnh đã quật cành cây gãy rơi xuống sân trường. Cũng theo ông Long, huyện đã cử cán bộ công đoàn nhà trường ra Hà Nội thăm hỏi, hỗ trợ gia đình, chăm sóc cô giáo Thờ. Bão số 4 gây ngập lụt 77 điểm tại một số tỉnh thành miền Trung. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, một số tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung đã bị ngập lụt, chia cắt tại 77 điểm do bão số 4. Cụ thể, Quảng Bình sạt lở chia cắt cục bộ một số điểm, sơ bộ gồm 10 điểm. Quốc lộ 12A sạt lở ta luy dương tại km 121 950, đất đá tràn xuống mặt đường. Đơn vị quản lý đường bộ đã xử lý, không tắt đường. Tại quốc lộ 9B, ngầm km 43 700, nước ngập sâu 0,6m, tắt đường. Ngầm km 41 990, ngập sâu 0,4m, tắt đường. Đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, nhân công báo đầy đủ. Tại quốc lộ 15, ngầm bùn km 562 200, nước ngập sâu 0,2m, không tắt đường. Ngầm Ca Ai, xã Dân Hóa, địa bàn đồn Cha Lo, nước dâng cao khoảng 1m, người và phương tiện không qua lại được. Ngầm Cu Pi, ngầm Tà Cổ, ở xã Trọng Hóa, địa bàn đồn Ra Mai, nước dâng cao khoảng 0,5 đến 0,7m, người và phương tiện không qua lại được. Ngầm Cu Pi bị sói lở hoàn toàn. Tại cầu Cây Bưu, ngầm cầu Tràng Bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, địa bàn đồn Cà Sèn, nước ngập sâu khoảng 0,6m, người và phương tiện không qua lại được. Cầu Tràng Bản Chuối, xã Lâm Hóa, ngập sâu 2m, làm chia cắt 18 hộ với 91 khẩu. Ngầm qua bản Cà Ròn 1 và bản Khe Rung, xã Thượng Hóa, nước ngập sâu từ 0,8 đến 1m, người và phương tiện không qua lại được. Một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản Bạch Đàn, Tân Ly, Xà Khía, xã Lâm Thủy, bản Khe Giữa, Cụm Còi, bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, bản An Bai, Hà Lẹt, xã Kim Thủy, bị ngập sâu khoảng 1m. Các đồn biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết. Tại Quảng Trị, tình trạng ngập chia cắt xảy ra tại 33 điểm, gồm tuyến quốc lộ được giao quản lý có 1 điểm ngập 0,4m, làm tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh có 4 điểm ngập từ 0,4 đến 0,8m, làm chia cắt giao thông. Huyện Đắk Rông có 6 điểm, cầu tràn A Ngo A Bung, ngầm tràn Tà Rụt A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn, ngầm tràn thôn Làng Cát, xã Đắk Rông, ngầm tràn khu tái định cư xã Hút Nghì, cầu tràn Ba Lòng, ngập từ 0,4 đến 1,5m, làm chia cắt giao thông. Huyện Hướng Hóa có 20 điểm ngập từ 0,3 đến 1m, làm chia cắt giao thông. Thị xã Quảng Trị có 2 điểm là ngã ba đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, đường Lý Thái Tổ, đoạn trước thành cổ, ngập từ 0,3 đến 0,5m. Về thiệt hại, tại Quảng Trị có một nhà bị tốc mái do lốc xoáy, một điểm trường bị thiệt hại do lốc xoáy. Thiệt hại về giao thông có 105 mét khối sạt lở.
Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, hệ thống lưới điện bị hư hỏng nhiều đoạn, tuyến làm mất điện. Hiện tại địa phương đang thống kê và khắc phục để cấp điện trở lại. Thiệt hại về lâm nghiệp có một số cây xanh bị gãy đổ. Tại Thừa Thiên Huế, vào 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, trên địa bàn xã Phú Hồ và Phú Xuân đã xảy ra lốc xoáy làm một người bị thương nhẹ, đã được đưa cấp cứu tại trạm y tế Phú Hồ. Tốc mái nhà công trình phụ của 12 hộ, 8 hộ ở Phú Hồ và 4 hộ ở Phú Xuân. Về thủy lợi, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền đã huy động hơn 150 lực lượng dân quân tự vệ địa phương và người dân, xuất 20 rọ đá, 260 mét khối đá hộc để gia cố 50 mét kè tại Hói Hàng Tổng, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Hơn 300 xã, phường ở 10 tỉnh thành miền Trung có nguy cơ sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h. Hiện có hơn 300 xã, phường ở 10 tỉnh ven biển miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, được cảnh báo có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất do hoàn lưu trước, trong và sau bão số 4 gây mưa rất lớn. Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Kon Tum đã có mưa to đến rất to như Cửa Đạt 83mm, Thanh Hóa, Thủy Điện Hồ Na 62,4mm, tỉnh Nghệ An, Hồ Mặc Khê 162mm, tỉnh Hà Tĩnh, Mai Hóa 193mm ở Quảng Bình, đập Thủy Điện La Tó 321mm, Quảng Trị, Hương Phú 330,6mm, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa Bắc 155mm, thành phố Đà Nẵng, Trà My 264mm, tỉnh Quảng Nam, Trà Thanh 206mm, ở Quảng Ngãi, Mường Hong 1 122mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3 đến 6 giờ tiếp theo, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, phía Bắc Thừa Thiên Huế, mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị, mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Tỉnh Kon Tum, mưa phổ biến từ 10 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Lúc 16 giờ ngày 19 tháng 9, trang web của cơ quan khí tượng cảnh báo có 304 xã, phường ở 10 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên nguy cơ sạt lở đất. Còn bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cảnh báo cụ thể các huyện, thị xã ở 10 tỉnh thành miền Trung có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cụ thể, tại Thanh Hóa gồm các huyện Bà Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lạc, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân. Tỉnh Nghệ An gồm các huyện An Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Tương Dương. Tỉnh Hà Tĩnh gồm Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang. Tỉnh Quảng Bình gồm Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa. Tỉnh Quảng Trị gồm Cam Lộ, Đắk Rông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh. Tỉnh Thừa Thiên Huế gồm A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà. Thành phố Đà Nẵng gồm Hòa Vang, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà. Tỉnh Quảng Nam gồm Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiền Phước. Tỉnh Quảng Ngãi gồm Ba Tơ, Bình Sơn, Minh Long, Sơn Tịnh, Trà Bồng. Tỉnh Kon Tum gồm Đắk Lê, Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông. Mực nước các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đang lên nhưng còn dưới mức báo động 1. Riêng sông Kiến Giang, Quảng Bình lên trên báo động 1. Các sông ở Thanh Hóa có dao động, riêng sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh đang xuống. Từ hôm nay đến 21 tháng 9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 3 đến 6 mét, hạ lưu các sông từ 2 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại sông Cả, Nghệ An, thượng lưu sông Mã, Thanh Hóa và các con sông nhỏ lên mức báo động 1, báo động 2,
sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh lên mức báo động 2, báo động 3. Hạ lưu sông Mã còn dưới mức báo động 1. Hạ lưu sông La, Hà Tĩnh lên mức báo động 1. Đỉnh lũ các sông từ Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!